Giờ em diễn cái cảnh là em cầm cái kiếm, em tới em tranh Trương Thế Vinh với lại Lan Ngọc. Em sẽ là người dùng kiếm chém chết chị em. Trời ơi, gì vậy? Cái chủ đề vậy mà sao khó có vậy hả? Sao mà tàn sát chị em vậy? Tất cả là vì tình yêu thôi. Hãy diễn nét vụng về đi. Chị Ngọc. Vâng. Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị biết là anh Vinh có tình cảm với em mà. Nếu như chị không trả anh Vinh cho em thì tình chị em mình sẽ cắt đứt từ đây. Rồi, thật là vụng về. Rất là vụng về. Tại sao em lại làm như vậy? Thôi được rồi, đừng vụng về nữa. Rồi, vụng về thì hỏi tới tôi bây giờ. Đây là lần thứ bao nhiêu con tham gia chương trình này? Dạ con lần thứ đầu tiên. Lần thứ đầu tiên. Con. Dạ con. Tham gia lần thứ đầu tiên. Đúng rồi. Hôm nay mấy cô mấy dì trên sân khấu rất vui vẻ chào đón con đến với chương trình Mấy Nụ Cười Xuân. Mấy cô mấy dì. Và ngày hôm nay xin giới thiệu ra nữa những gương mặt thân quen của chương trình. Thúy Ngân. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay mọi người thấy em thế nào ạ? Đẹp quá. Ôi đẹp quá, hôm nay Ngân sáng là sao? Sáng, cái mặt tươi thì tươi luôn á. Đạo diễn một cái nét vụng về ngày xưa mới bước vào nghề coi. Ủa, cái đó đâu phải vụng về. Cái đó là va vấp, cái đó là va vấp. Va vấp. Giờ em diễn cái cảnh là em cầm cái kiếm, em tới em tranh Trương Thế Vinh với lại Lan Ngọc. Em sẽ là người dùng kiếm chém chết chị em. Trời ơi, gì vậy? Cái chủ đề vậy mà sao khó có vậy hả? Gì mà tàn sát chị em vậy? Tất cả là vì tình yêu thôi. Hãy diễn nét vụng về đi. Chị Ngọc. Vâng. Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị biết là anh Vinh có tình cảm với em mà. Nếu như chị không trả anh Vinh cho em thì tình chị em mình sẽ cắt đứt từ đây. Rồi, thật là vụng về. Rất là vụng về. Tại sao em lại làm như vậy? Thôi được rồi, đừng vụng về nữa. Rồi, vụng về thì hỏi tới tôi bây giờ. Thưa quý vị, một đứa em nữa, Lâm Vĩ Dạ, xin mời. Không, thật sự hôm nay rất đẹp, ba bạn nữ rất đẹp luôn. Hôm nay đội make up cho ba bạn làm việc quá xuất sắc. Đội phục trang cũng vậy, rất đẹp. Nhưng mà tại sao của anh nó lại không... Không, có do người anh không đẹp, được chưa? Được chưa? Dạ được rồi ạ. Em hài lòng ạ. Hên, hôm nay anh dùng từ make up chứ mọi lần lại dùng từ hóa trang không ạ? Đúng rồi. Xin mời ra đây một nhan sắc mỹ miều. Sẽ đánh liều làm đổ những nhan sắc mỹ miều còn lại. Ồ. Xin giới thiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy. Wow. Đã. Ủa, tính gần hoa hậu đi. Ủa, em đi kỳ vậy? Hai bộ đồ này giống nhau luôn nè anh. Hai chị em sinh đôi. Đây giọt nước mưa, còn đây giọt nước mắm. Nó chỉ là sự trùng hợp thôi à. Giống em không cố ý mặc đồ giống hoa hậu đâu mọi người. Dạ lúc nãy là Ngọc đưa bộ đồ này cho em đúng không dạ? Dạ đúng, Ngọc còn nói em phải phối với giày màu đen mới hợp à. Trong thì khi em ra, ra đây lại là Ngọc. Em ra đây em thấy đâu có ai mang màu đen đâu ạ. Lại là Ninh Dương Lan Ngọc. Em cảm thấy như vậy em, đó, thì em chị lại dạ... vụng về đó. Em lại nhưng giải thích mà như vậy thì chị dạ mới đặc biệt à. Vì màu son ấy, đôi guốc ấy. Thôi để tôi làm ảo thuật cho bé vụng về để biến khỏi sân khấu rồi. Đừng. Đây là lần thứ bao nhiêu con tham gia chương trình này? Dạ con lần thứ đầu tiên. Lần thứ đầu tiên. Con. Dạ con. Tham gia lần thứ đầu tiên. Đúng rồi. Hôm nay mấy cô mấy dì trên sân khấu rất vui vẻ chào đón con đến với chương trình Mấy Nụ Cười Xuân. Mấy cô mấy dì. Thôi được rồi. Bình tĩnh. Chị Ngọc, chị Dạ, chị Dơ. Thôi đừng vụng về nữa. Thưa quý vị, anh chị em của Bảy Nụ Cười Xuân xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành. Xin quý vị hãy nhớ, đây là chương trình Bảy Nụ Cười Xuân và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đây là lần đầu tiên của cháu nó đến với chương trình.
Trước đây con đã từng tham gia một chương trình nào mà nó tương tự như như thế này, vừa đóng kịch rồi vừa chơi rồi vừa tâm sự như thế này không? Dạ chưa. Con có tự tin là hôm nay con diễn kịch được với mọi người đây không? Con cũng không biết, nhưng mà chắc là nhờ các cô chú ở đây. Cô chú? Đúng rồi. Đừng nói vậy. Hết sức lễ phép. À, thật ra thì ở đây có mình chú á, là tại vì biết con lâu rồi, tuổi cũng tầm bố mẹ con thì kêu bằng chú được. Còn đây là cứ kêu dì dạ thím thím. Cô Ngọc. À cô Ngọc hả? Với lại bà dì Ngân nè. Dì Ngân con ở dưới cái bè nè. Cái bè gì? Em ở Cái Lậy nhắc sai. Cái Lậy, dì Ngân Cái Lậy. Còn bên kia là chú Vinh Đà Nẵng. À còn ra bên này là chú Lực Bình Hưng. Tự nhiên cái mời con nít tới chơi chi gì thấy già ngang ngược. Trời ơi đâu có già nhiều đâu. Ủa? Ba mẹ của Tiểu Vi là gần bằng tuổi tụi mình rồi. Con đã từng coi được một vài đoạn nào trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân chưa? Dạ có rồi. Bảy Nụ Cười Xuân rồi. Nói chung là game vui là con coi. Tức là con cũng thích sự hài hước. Hài, dạ. Tại vì cũng sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng không? Sao đúng. Chú biết? Tại vì đã từng tham gia với cháu rồi. Sống một mình ở thành phố không ai lo, một mình phải bươn chải. Rồi nhiều khi nhớ cha nhớ mẹ một mình. Rồi cô đơn trong căn hộ. Ôi, ôi nhắc chứ. Tự nhiên bé có tự nhiên nói cái thấy bé nó cô đơn dễ sợ luôn. Không sao, có mấy cô mấy dì ở đây lo cho con. Cô mấy dì quá. Hôm nay con được tham gia chương trình này. Cô đã từng coi rồi thì con thấy mấy cô mấy thím sao? Trời ơi, ủa sao thím luôn rồi anh? Vui à. Con thấy ở đây mấy cô nào đẹp nhất? Con Trời ơi. Chú hỏi con không biết trả lời ai thôi, con trả lời con đẹp nhất. Con kỳ quá, hoa hậu đẹp là chuyện bình thường. Hỏi mấy cô đây thôi nè. Chị tạo dáng cho bé coi, hôm nay bộ đồ chị giống. Đây, bây giờ con thấy cô dạ sao? Về nhan sắc. Thấy con sao con, nói đi con. Hồi nãy chị hỏi em tạo dáng sao, bây giờ em chỉ gì tạo dáng. Rồi con chỉ đi. Con hết dáng hả? Con để đưa cái dáng gì kỳ á? Cái tướng là tướng dáng salon bát đó con. Bị đau cổ. Cô giơ chân ra đi. Giơ chân ra. Rồi để nhìn tay vô cổ. Để tay vô cổ. Giơ tay lên. Trời ơi. Ủa? Em vừa nói là chuyện ấy da nữa. Đây. Ủa con hơi dáng. Nếu như mà tôi chấm điểm á, âm 7 điểm. Ủa cái dáng gì kỳ vậy? Dáng này là dáng gì? Có ý nghĩa gì vậy em? Thoát vị đi em. Không, tại vì con hay chụp hình đó nên là kiểu dáng đâu tay, đâu chân, rồi đâu lưng, dậy dậy đâu đầu vậy đó. Nên là con chấm cô tạo dáng thì là 10 điểm nhưng mà... Thần thái hả? Thần thái 10 điểm. Wow. Nhưng mà cô không đẹp bằng... Được điểm tạo dáng. Đi qua bên đó đi. Trời không, thần thái 10 điểm mình không đẹp nhưng mà mình đặc biệt. Đó, cứ nhắn cái chữ không đẹp hoài anh ta. Nói nhưng mà bé đó chị đặc biệt, thấy không? Giống như đôi giày em phối cho chị đó. Đúng vậy, giải đặc biệt chỉ có một giải thôi. Mặc dù không có dịch trúng. Tất cả các người còn lại là giải khuyến khích hết vậy đi. Đừng cho con bé nói nữa nha, con bé nói nữa quê lắm á. Rồi. Con đã từng thấy ai diễn hài mà đẹp hơn chị dạ chưa? Ủa sao chú không hỏi chị Ngân hoặc là chị Ngọc mà sao chú hỏi hoài chị dạ vậy? Sao giờ không thích hỏi chị? Không phải, tự nhiên chị hỏi chị hoài xong rồi bỏ mặt hai chị này kỳ. À, wow. Ok. Mặt đó sự với hai chị mình bé là tuyên tế. Bây giờ không hỏi phụ nữ nữa, hỏi đàn ông được không? Dạ được. Con nói thật lòng, con thấy tướng tả chú Lực sao? Tôi bằng tuổi với ba con, đừng có giỡn với tôi. Sao, thấy tướng tả chú Lực sao? Chú Lực sang hơn. Này, nghe lời chú đập tay chú cái coi. Đập tay chú một cái. Đừng đập tay, đập chú mặt tôi nè. Không biết tại sao bé Vi nói là chú Lực sang hơn chú Giang không? Tại vì bụng chú Lực bự hơn. Bụng chú Giang người ta nói bụng bự thì sang mà. Còn bụng bự thì sao? Ủa sao nó hết rồi, nó nhỏ lại rồi. Đâu có em làm gì có bụng gì đâu. Mà con thấy chú Lực sang thiệt hả? Dạ cũng sang. Cái nét nào mình toát lên cái vẻ sang của chú Lực? Từ cái đầu. Từ cái đầu. Trời ơi. Không vậy.
trừ cái tóc là còn giữ mặt mũi, trừ cái đầu là anh mất mặt luôn rồi đó. Trời con ơi. Thôi trừ cái tóc ạ, trừ cái tóc đi. Trừ cái tóc đi đúng không? Hai lần đau. Thêm một lần đau nữa là thêm hai. Thêm một lần đau là hai. Rồi bây giờ hỏi về diễn xuất này, cô thấy chú Luật diễn hài mắc cười không? Dạ có. Cô thấy anh Vinh sao? Ờ. Hợp quá. Chú Vinh đó chứ mày anh đâu. À chú Vinh đúng rồi, chú Vinh. Chú Vinh, Vinh sao? Dạ, trẻ. Trẻ. Trẻ hơn ai? Tôi tất nhiên phải trẻ hơn chú Luật rồi. Ủa mà trời ơi, nó trẻ hơn chú Giang sao anh mắc cười? Trẻ hơn ai? Chú Luật già sang. Vậy mấy anh đẹp lão á. Khen quá trời rồi, muốn gì nữa đại ca. Chú Lực không nói trẻ chú Lực mà kêu chú Lực già sao. Chú là thuộc thế hệ 8X. Chú Vinh rồi chú Giang cũng bằng bằng chú vậy đó. Mà con dùng cái từ già sang nghe giống như chú là chú của chú Giang luôn ha. Ủa vậy thôi chú trung niên sang. Trung niên sang. Kệ đúng rồi, trung niên đúng tuổi mà. Trời có gì đâu, hay lắm. Bây giờ mình bắt đầu chia đội ha. Ồ chơi đi chú ơi. Giờ con muốn về đội của ai? Hay là bốc thăm ngẫu nhiên? Con về đội của ai cũng được. Quay số ngẫu nhiên. Số giống nhau thì về với nhau. Dạ vâng ạ. Giấu đi ạ, giấu đi ạ. Giấu đi ạ. Trời ơi ạ. Nếu thương tôi đừng cho tôi chú chứ. Có muốn chung với con không chú? Muốn chung, muốn chung với con. Tại thường thì chung với cách mời khó thua lắm. Ai cũng được miễn đừng chung với lại Lan Ngọc với Thúy Ngân là chú sẽ thắng. Đây còn ai chưa có ạ? Em. Mời con số xuất hiện. Số 2 ạ. À. Số 1. Tiểu Vi số 1. Yeah. Làm bây giờ số 1, tất cả lại là số 2. Mời. Yeah 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 yeah. Con đang ở một đội ông chú Văn Manh và bà dì Văn Xảo. Nếu như lần này mà mình thắng là do anh Luật xui. Đúng không? Đây đúng. Là đội trai tài gái sắc. Giống như phụ huynh dắt con đi chơi game show vậy. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Con có hài lòng chưa hay là muốn đổi người? Hắn hài lòng rồi ạ. Cuối chương trình mà có bị phạt thì đừng trách gì nhau. Cố gắng lên nha chú. Trời ơi, sao tự nhiên có mình chú cố gắng. Tự chứ, nãy mọi người bảo chú là do xui hay gì. Số đầu tiên, chú đứng chung với Thúy Ngân, chú thua. Chú Trương Thế Vinh có muốn đổi qua đội con không ạ? À? À sao không được con. Tuy là đổi tiếng Luật đi hả? Không, không có. Thôi thôi anh Luật qua đây đi anh Luật. Không có chú. Lỡ rồi. Thôi luôn tập nữa cho là con thích đúng không? Không có, ý là chị dạ thích anh Vinh. Chị dạ thích biết anh Vinh. Dạ thích anh Vinh luôn à. Là có coi chương trình. Nhưng mà chú Luật là yếu nhất trong chương trình này nha, không có sức, lại lớn tuổi rồi. Không, con nghĩ là... Có chứ, trời chú là dân thể thao mà con. Đừng có biến thắng đâu. Con mà con có khỏe không? Có tập gym không? Con là thể lực là con được nha. Thể lực là ổn nè. Chương trình ngày hôm nay đặc biệt là những câu hỏi về trí tuệ thôi. Trời ơi, cái đó là sở đoản của chú và dì dạ con. Đội con chắc là ổn chú. Ổn đúng không? Dạ. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu.